Chào mừng các em đến với bộ môn giáo dục công dân khối 7. Ở video này, cô và các em sẽ cùng nhau ôn tập để chúng ta chuẩn bị cho kiểm tra giữa học kỳ 1 sắp tới. Về hình thức kiểm tra giữa học kỳ 1 thì chúng ta sẽ làm trực tiếp tại lớp, thời gian là 45 phút. Hình thức kiểm tra là 12 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Nội dung ôn thi giữa học kỳ 1, chúng ta có 3 bài. Bài số 1, tự hào về truyền thống quê hương. Bài 2, quan tâm, cảm thông và chia sẻ. Bài 3, học tập tự giác, tích cực. Về phần nội dung ôn tập, về lý thuyết, các em xem kỹ cho cô phần nội dung bài học mà chúng ta đã viết trong tập. Về phần bài tập, chúng ta sẽ xem lại các bài tập trong sách giáo khoa và đề cương ôn tập cũng như là video clip mà cô sẽ gửi lên trên trang web. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 1, tự hào về truyền thống quê hương. Ở bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 3 phần. Một nhỏ, thế nào là truyền thống quê hương? Là những giá trị vật chất, tinh thần mà người dân ở một vùng đất cụ thể tạo ra và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hai nhỏ, một số truyền thống quê hương. Một số truyền thống quê hương được thể hiện như truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước, truyền thống chống giặc ngoại xâm, truyền thống đoàn kết và truyền thống cần cù lao động. Ngoài ra còn một số truyền thống chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Ba nhỏ, biện pháp để giữ gìn, phát huy truyền thống quê hương. Để giữ gìn, phát huy truyền thống quê hương, chúng ta cần tìm hiểu về giá trị của truyền thống, bảo vệ và phát huy giá trị tốt đẹp từ truyền thống, tích cực quảng bá, giới thiệu với bạn bè trong và ngoài nước. Cần phê phán việc làm, hành động thiếu ý thức, trách nhiệm đi ngược lại với truyền thống tốt đẹp của quê hương, làm ảnh hưởng đến giá trị, hình ảnh của cộng đồng. Bài số 2, quan tâm, cảm thông và chia sẻ. Phần 1 nhỏ là khái niệm, thế nào là quan tâm? Quan tâm là thường xuyên chú ý đến người khác. Cảm thông là đặt mình vào vị trí của người khác, nhận biết và hiểu được cảm xúc của họ. Chia sẻ là sự đồng cảm, san sẻ với người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn theo khả năng của mình. Hai nhỏ biểu hiện của quan tâm, cảm thông, chia sẻ được thể hiện qua lời nói, ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, vân vân, hay những hành động hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Ba nhỏ rèn luyện. Quan tâm, cảm thông, chia sẻ có ý nghĩa trong đời sống xã hội hiện nay. Qua đó chúng ta có thể hỗ trợ, giúp đỡ và thấu hiểu lẫn nhau. Để rèn luyện sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ, chúng ta cần quan sát, lắng nghe, đặt mình vào vị trí của người khác và luôn sẵn sàng giúp đỡ họ. Chủ động quan tâm, cảm thông, chia sẻ với người khác, khích lệ bạn bè cùng thực hiện, góp ý, phê phán thói ích kỷ, thờ ơ trước khó khăn, mất mát của người khác. Bài số 3, học tập tự giác, tích cực. Khái niệm, thế nào là học tập tự giác, tích cực? Là chủ động, thực hiện đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ học tập đã đề ra. Hai nhỏ biểu hiện, học tập tự giác, tích cực được thể hiện qua việc 2 chấm xác định đúng mục đích học tập, lập thời gian biểu khoa học hợp lý, quyết tâm thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Phần 3 nhỏ ý nghĩa, học tập tự giác tích cực giúp ta có thêm kiến thức, mở rộng hiểu biết, gặt hái nhiều thành công và được mọi người thừa nhận, tôn trọng. 4 nhỏ rèn luyện, học sinh phải rèn luyện tính tích cực tự giác trong học tập. Cần nhắc nhở và giúp đỡ những bạn chưa tích cực tự giác trong học tập để cùng nhau tiến bộ. Vừa rồi cô và các em đã tìm hiểu xong phần lý thuyết của 4 bài. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần trắc nghiệm. Đầu tiên là câu hỏi số 1. Những món quà quyên góp của người dân đến đồng bào miền Trung chịu thiệt hại về bão lũ là xuất phát từ truyền thống nào sau đây? A. Tương thân tương ái. B. Dũng cảm. C. Cần cù lao động. D. Hiếu học. Câu trả lời của cô là tương thân tương ái. Câu số 2, nội dung nào dưới đây là hủ tục của quê hương cần được xóa bỏ? A. Nhân ái. B. Các lễ hội truyền thống. C.
nghề truyền thống, và D, tảo hôn. Vậy thì hủ tục tảo hôn là hủ tục cần phải được xóa bỏ. Chúng ta chọn câu D. Câu số 3. Hành vi nào sau đây không thể hiện sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ? A, an ủi. B, động viên. C, hỏi thăm. D, chăm chọc. Và câu trả lời của cô là D. Câu số 4. Học tập tự giác, tích cực sẽ mang đến cho ta những lợi ích nào sau đây? A, gặt hái được nhiều thành công. B, kết quả trong học tập sa sút. C, bị mọi người kỳ thị, coi thường. D, sự xa lánh, cô lập của bạn bè. Và câu trả lời của cô là A, gặt hái được nhiều thành công. Câu số 5. Câu tục ngữ thành ngữ nào dưới đây phản ảnh về sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác? A, trâu buộc, ghét trâu ăn. B, yêu nhau lắm, cắn nhau đau. C, mèo khóc chuột. D, một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Câu trả lời của cô là D. Câu số 6. Trên đường đi học, Hờ thấy một em bé đang khóc vì bị lạc bố mẹ. Nếu là Hờ, em nên chọn lựa cách ứng xử nào dưới đây? A, hỏi và giúp đỡ em tìm lại bố mẹ. B, trêu chọc em vì thấy em đang khóc nhè. C, làm ngơ vì không liên quan đến mình. D, chụp ảnh đăng Facebook với vẻ thích thú. Và đáp án của cô là A, hỏi và giúp đỡ em tìm lại bố mẹ. Câu số 7. Chủ động thực hiện đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ học tập đã đề ra là nội dung của khái niệm nào dưới đây? A, siêng năng kiên trì. B, quan tâm, cảm thông và chia sẻ. C, học tập tích cực, tự giác. D, cần cù lao động. Và đáp án của cô C. Câu số 8. Hành động nào dưới đây là biểu hiện của học tập tự giác, tích cực? A, xác định đúng mục đích học tập. B, thường xuyên nói chuyện riêng trong giờ học. C, không làm bài tập về nhà. D, chép bài của bạn để đạt điểm cao. Đáp án của cô là A. Câu số 9. Đối lập với tính tự giác, tích cực trong học tập là thái độ gì? A, trung thực. B, chây lười ỷ lại. C, siêng năng kiên trì. D, cần cù chăm chỉ. Đáp án của cô là chây lười ỷ lại. Câu số 10. Câu nào dưới đây không phản ánh đúng truyền thống tốt đẹp của nhân dân Việt Nam? A, yêu nước. B, tôn sư trọng đạo. C, hèn nhát. D, cần cù lao động. Câu trả lời của cô là C, hèn nhát. Câu 11. Quan tâm là thường xuyên chú ý đến A, vấn đề thời sự của đất nước. B, những người thân trong gia đình. C, mọi người và mọi việc xung quanh. D, những lợi ích của bản thân. Gợi ý trả lời. Câu C. Câu 12. Nội dung nào dưới đây là biểu hiện của học tập tự giác, tích cực? A, xác định đúng mục đích học tập. B, không làm bài tập về nhà. C, không chuẩn bị bài thi khi đến lớp. D, thường xuyên nghỉ học để đi chơi. Và câu trả lời của cô là câu A. Câu 13. Nội dung nào dưới đây là hủ tục của quê hương cần được xóa bỏ? A, tương thân tương ái. B, tổ chức ma chay linh đình. C, hiếu học. D, tôn sư trọng đạo. Và câu trả lời là câu B. Câu 14. Điền từ thích hợp vào chỗ trống ... trong khái niệm sau đây. ... là sự đồng cảm, san sẻ với người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn theo khả năng của mình. Và gợi ý trả lời là câu C. Câu 15. Nội dung nào không phải là ý nghĩa của học tập tự giác, tích cực? A, giúp ta gặt nhiều thành công. B, nâng cao đời sống vật chất cho mọi người. C, giúp ta có thêm kiến thức. D, nhận được sự tôn trọng từ người khác. Gợi ý trả lời là câu B. Chúng ta qua phần tự luận. Câu số 1. Tại sao chúng ta cần phải học tập tự giác, tích cực? Nêu hai việc làm thể hiện bản thân em đã có tính tự giác, tích cực trong học tập. Viết hai câu ca dao tục ngữ nói về tinh thần học tập tự giác, tích cực. Gợi ý trả lời của cô.
chúng ta cần phải học tập tự giác tích cực. Bởi vì khi mà chúng ta học tập tích cực tự giác sẽ giúp chúng ta có thêm kiến thức, mở rộng hiểu biết, gặt hái nhiều thành công và được mọi người thừa nhận, tôn trọng. Ở cái phần này nó là phần bài học ở hai La Mã. Các em lật ra xem bài học tập tự giác tích cực. Nêu hai việc làm. Thứ nhất, lập thời gian biểu khoa học hợp lý. Thứ hai, tự giác học tập không cần ai nhắc nhở. Câu ca dao tục ngữ, cô cho ví dụ như là dao có mài mới sắc, người có học mới nên, hoặc là tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ. Danh ngôn, học, học nữa, học mãi. Ngoài những câu này ra, các em có thể tự tìm những câu khác. Đây chỉ là phần gợi ý trả lời của cô thôi. Bài số 2, em hãy nhận xét hành vi của các bạn dưới đây. A. Mặc dù rất yêu quý ông bà, nhưng bạn H ít khi gọi điện hỏi thăm vì cho rằng như thế là không cần thiết. B. Thấy hoàn cảnh bác hàng xóm khó khăn, mai xin mẹ rau và gạo mang sang biếu bác. C. Thỉnh thoảng Kim lại mượn Vân mấy thứ lặt vặt như cục tẩy, bút chì, gom. Thấy vậy, C ngạc nhiên hỏi, cậu cũng có những thứ đó, tại sao phải mượn Vân làm gì? Kim đáp, nhà Vân ở cạnh nhà mình, Vân rất mặc cảm về hoàn cảnh khó khăn của bản thân, nên tớ làm như vậy để bạn ấy có nhờ gì tớ cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn. D. Trên đường đi học về, thấy một bạn bị bắt nạt, Tâm định dừng lại cản ngăn, nhưng anh kéo tay lại và bảo thôi. Sau đây là gợi ý trả lời của cô. Ở câu A, suy nghĩ và việc làm của bạn H là không đúng. Bạn cần thường xuyên gọi điện hỏi thăm để thể hiện sự quan tâm của mình đối với ông bà, và ông bà sẽ rất là vui vẻ và hạnh phúc khi thấy bạn H quan tâm và yêu thương ông bà. Câu B, việc làm của bạn Mai thể hiện bạn rất biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của bác hàng xóm. Câu C, việc làm của bạn Kim thể hiện bạn không chỉ quan tâm, cảm thông và chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của bạn bè, mà còn rất khéo léo khi thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ đó. Câu D, việc làm của bạn Anh thể hiện bạn chưa biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ khi thấy người khác gặp khó khăn, hoạn nạn. Bài số 3, tình huống. Khi đi học cùng bạn, em thấy một em bé đang khóc vì bị lạc. Bạn em nói, sẽ có người khác giúp em ấy, còn mình thì phải đến trường cho kịp giờ học. Câu hỏi, A. Em sẽ làm gì trong tình huống này? B. Em thể hiện sự quan tâm chia sẻ thế nào đối với người thân trong gia đình? Câu C. Học sinh cần làm gì để rèn luyện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ? Ở câu C này, cô yêu cầu các em phải học thuộc phần lý thuyết nằm ở phần hai La Mã khám phá để chúng ta có thể trả lời được câu C này. Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Đối với câu A, em sẽ nói với bạn, chúng ta sẽ dẫn em bé đến trụ sở công an gần nhất và sau đó sẽ xin lỗi cô giáo nếu như chúng ta không đến kịp giờ học. Hoặc là có cách giải quyết khác là mình sẽ gọi điện thoại hoặc là tìm người lớn thân quen gần đó giúp đỡ em bé. Và đó là những cái gợi ý trả lời của cô. Các em có thể có những câu trả lời khác mà chúng ta cảm thấy hợp lý trong tình huống này. Câu B là em sẽ thể hiện sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ như thế nào đối với người thân trong gia đình. Cô ví dụ là chúng ta có thể chăm sóc ông bà và ba mẹ, anh chị em khi mà họ bị ốm, bị đau, hoặc có thể giúp đỡ bố mẹ, mọi người làm việc nhà. Đó là gợi ý trả lời của cô. Hoặc là chúng ta có thể nói lời chúc đối với người thân của mình trong những dịp lễ, ngày kỷ niệm hoặc ngày sinh nhật v.v. Hoặc là tặng những món quà nhỏ nhỏ cho ông bà, bố mẹ, chị em vào những dịp lễ, những dịp kỷ niệm. Câu C, học sinh cần làm gì? Chúng ta sẽ viết cái phần rèn luyện trong phần 2 La Mã khám phá. Đó là chúng ta phải biết quan sát, lắng nghe, đặt mình vào vị trí của người khác và luôn sẵn sàng giúp đỡ họ, chủ động quan tâm, cảm thông, chia sẻ với người khác, khích lệ bạn bè cùng thực hiện, góp ý, phê phán, thói ích kỷ, thờ ơ trước khó khăn, mất mát của người khác. Câu bài số 4, em đồng tình hay không đồng tình với những hành vi của các bạn dưới đây, vì sao? A. Ca cùng các bạn trong lớp lập nhóm tìm hiểu về truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của thành phố nơi mình sinh sống.
câu B trong lễ hội đầu xuân, Mai theo một số anh chị đi chèo kéo khách để đổi tiền lẻ. C. Anh vận động các bạn trong lớp tham gia hội thi tự hào truyền thống quê hương do trường tổ chức. Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Ở câu A, hành vi này là hành vi đồng tình bởi vì đây là hành động nên làm. Thành phố nơi mình sinh sống có thể là quê hương nơi mình sinh ra, cũng có thể là quê hương thứ hai nơi mình lớn lên, học tập và sinh sống. Từ việc tìm hiểu truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm sẽ giúp cho học sinh chúng ta hiểu biết hơn về lịch sử, thêm yêu quý, tự hào về nơi mình sinh sống. Hành vi B là hành vi không đồng tình bởi vì lễ hội đầu xuân là một nét đẹp văn hóa của địa phương. Việc chèo kéo khách mua đồ lưu niệm lại là một hành vi thiếu văn hóa, không nên làm vì ảnh hưởng đến không gian lễ hội, vi phạm quy định của địa phương. C. Hành vi này là hành vi đồng tình bởi vì thông qua việc tham gia hội thi, học sinh sẽ hiểu hơn về truyền thống quê hương, thêm yêu, thêm tự hào về quê hương mình. Mặt khác, việc tham gia hội thi cũng giúp các bạn học sinh giao lưu, học hỏi lẫn nhau, tăng thêm hiểu biết và các kỹ năng xã hội. Vậy là cô và các em đã ôn xong phần lý thuyết cũng như trắc nghiệm và bài tập để có thể bước vào học bài và làm bài kiểm tra giữa kỳ cho thật tốt. Cô mến chúc các em có một bài thi thật là xuất sắc. Thân ái chào tạm biệt các em.